giới thiệu nhà vệ sinh của mình cho các bạn cùng xem nha. Video đây các bạn, ở đây là cái bồn cầu nha. Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là bọn mình đang ở Sa Đéc đây. Bọn mình đang dự định đến tham quan làng hoa Sa Đéc, nơi mà có tổ chức lễ hội hoa xuân đó mọi người. Cũng cận Tết rồi, có lẽ là một số điểm du lịch mới họ đã chuẩn bị đầy đủ để đón khách rồi đó. Ok, thì bây giờ mời mọi người vi vu với bọn mình nha. Này chắc tối lên đèn đẹp lắm. Hiện tại thì không khí rất là mát mọi người. Đấy, xe lạnh, có lẽ là một phần là do mùa xuân, một phần nữa là do biến đổi khí hậu đó. Mấy bữa trước thì rất là lạnh, nhưng mà hôm nay đỡ hơn rồi, rất thích hợp để vi vu. Hôm nay thấy hơi lạ quá ha. Giờ mình sẽ chạy một vòng đi xuống rồi đi lên mình tìm điểm tham quan. Khu vực này là nơi trưng bày những hoa thương phẩm thôi mọi người. Hoa được trưng bày theo thứ tự rất là đẹp luôn. Có khá nhiều quý anh chị và các bạn đang check in và chụp hình ở đằng kia. Khu vực này thì tham quan miễn phí nha. Thấy cái chậu này nhỏ nhỏ xinh xinh, nó bông đẹp quá mọi người. Hoa có rất là nhiều màu nha. Chậu này bông màu trắng đẹp nè. Bên trong tham quan thì có vé mọi người. Ở ngoài có ghi bảng vé nè. Dạ, yến thảo. Wow, đẹp quá. Thời điểm này thì hầu như là tất cả các hoa trưng bày đều nở rộ hết mọi người. May mắn. Sao nhìn lạ vậy ta? Mình đã từng thấy cái cỏ may mắn rồi. Nhưng mà cái cây may mắn thì lần đầu tiên là mình thấy luôn đó mọi người. Đây mọi người nhìn lá nó nè. Rất là đẹp luôn ha.
đây là khu vực vườn ươm thương phẩm. Không gian ở đây là phải nói là quá là rộng luôn. Mọi người biết đây là hoa gì không? Nhìn y chang như là hoa hồng đúng không? Nó có rất nhiều màu luôn. Đây là hoa tình yêu đó mọi người. Ở vườn kiển Ngọc Lan này thì nổi tiếng với đài nấm hoa cao 18m. Và năm nay thì được biết là có trùng tu thêm một cái điểm mới, đó là cầu Như Ý, nơi mà có nấc thang lên thiên đường đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua đó tham quan nha. Cuối cùng thì mình cũng đã chờ đợi được tới cái lúc mà cái cầu nó trống, không còn một ai để mình có thể đọc chiếm mọi người. Wow, mặt trời đang lặn kìa mọi người ơi. Khi mà leo lên cầu mọi người thì mình thấy là rất là dễ luôn. Nhưng mà khi mà đi xuống đó, cảm giác độ cao khá là sợ luôn. Quý anh chị và các bạn mà có em nhỏ thì nên nhớ là dẫn nó đi nha. Ở bên dưới thì người ta cũng có ghi cái biển là cấm trẻ em đó, lên cầu á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi qua và leo lên đài hoa vị trí cao 18m trên kia để chúng ta có thể dòm xuống coi nó đẹp như thế nào nha. Đi đến đoạn giữa này thôi thì nhìn xuống bên dưới thì cũng thấy rất là đẹp rồi. Phía bên đó là khu du lịch Cúc Mâm Xôi đó mọi người. Cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, đang rất hot cho năm nay. Hiện tại là bọn mình đang ở vị trí cao nhất rồi. Wow, phải nói là đẹp xuất sắc luôn nha. Nó trải dài như là những cái tấm thảm màu xen đan xen với nhau vậy đó, đầy màu sắc luôn, quá là đẹp, nhìn phê. Góc này nhìn về cầu Như Ý cũng rất là đẹp luôn, như là một cái bức tranh luôn, mê ly luôn phải không, quá đẹp luôn. Cảnh này giống Đà Lạt quá.
Bây giờ thì mời quý anh chị và các bạn tiếp tục khám phá Sa Đéc cùng với bọn mình nha. Qua đậu biếc kìa. Thì các bạn mình vô sớm chưa có vé, mình phải đóng mọc rồi mọi người. Một hồi thì mình đưa cái mọc này ra là người ta cho mình vào cổng rồi. Thường mà mỗi khi mà bọn mình đi tham quan đó, thì bọn mình thường đến sớm. Wow, con vàng ở đây đẹp quá mọi người. Cái này là chưa tới nhà ấp ngược nha. Là cái phần khuôn viên ở bên ngoài, như là một cái sân vườn. Nếu như mà bây giờ mình đi quay mà mình không nói ở đây là Sa Đéc thì có thể là mọi người sẽ nghĩ ở đây là Đà Lạt, mà sân vườn này giống như hệt Đà Lạt luôn. Buổi sáng á, không khí rất là mát. Xa xa thì có mấy cái ghế để làm phông cho chúng ta chụp hình đó mọi người. Mọi người thấy cái du thuyền không? Wow, đẹp quá. Wow, có cá ha. Lần đầu tiên được ngồi trên cái ghế khổng lồ này các bạn. Trời chật tắt đi. Ở đây có xích đu nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái con đường bên đây nè, thấy khá là đẹp á. Phía này trọng lan nước nè. Ui. Và hôm đây tạo cho mình nhiều cái ý tưởng ha. Nhà mình cũng có dừa, có lan nước, có hồ cá rồi chứ. Dừa này thấp lắm mọi người. Mình đang đi bên hông phía bên tay phải của chiếc du thuyền. Đi hết vòng đi. Này ở dưới này tạo cảnh giống như là biển các bạn. Trước mặt mình đó là ngôi nhà ấp ngược các bạn. Một lát thì chúng ta sẽ qua bên đó sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi hướng này, đi lên du thuyền nè. Mình sẽ quay qua bên du thuyền cho mọi người xem. Phía này là phía trước của chiếc du thuyền.
Đẹp ha. San Yin Sip. Có hợp lộ luôn nè. À. Giống như là nói quá là cái thiện nha. Khẩu pháo nè. Đây có những cái gương vàng nè các bạn. Coi bằng đá hay là bằng mô hình xốp không biết nữa. Ui, đá các bạn. Đá mà sơn lên á, nặng lắm. Giống như tàu của hải tặc kia ta. Trên đây cũng có nè. Bên đây còn một lối cầu thang đi lên nữa nè, lên tầng trên. Ở đây có lối xuống ra phía trước, phần trước, phần dưới của thuyền á. Ở trên này là mũi thuyền nè. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nhà úp ngược rõ từ xa luôn. Trên này nhìn xuống đẹp lắm mọi người. Trên đây là bây giờ thì mình sẽ lái con thuyền về Cần Thơ nha các bạn. Thường là ta đứng lái hay ngồi lái ta? Giống chưa? Giống. Giống gì? Giống xin bát. Tiếp tục thì chúng ta sẽ vào tham quan văn phòng này nhé mọi người. Wow. Đăng ghi chụp đi để nhiều nhiều vô. Đeo xanh đỏ tím vàng vô. Cái này
vào bên dưới thì cái gian phòng này trang trí họa tiết rất là đẹp các bạn, theo lối kiến trúc châu Âu ha. Được sơn họa tiết với hai màu đen trắng thôi. Đây có quầy bar nữa nè. Bây giờ thì chúng ta đi qua bên nhà ấp ngược nha các bạn. Cổng 2 của Sa Nhiên. Đây là dòng sông Sa Nhiên đó mọi người. Tên của khu du lịch này được lấy theo tên của dòng sông này luôn đó. Hoa này đẹp mọi người. Và cái cầu kính nè. Đây mát lắm luôn mọi người. Những cái tán cây á, quá trời đẹp. Tại đây cũng có một nấc thang lên thiên đường nha. Wow, này coi bộ cao á. Vậy hả? Rồi tới đó thôi hả? Nhìn từ đằng xa thì mình có một thấy một cái trại thú các bạn. Nhìn từ đằng xa thì mình thấy có một trại thú các bạn. Giờ mình đi tham quan ở khu vực bên ngoài trước khi mà mình vào căn nhà ấp ngược nha. Và cái khu này giống như là sa mạc vậy ha. Khu vườn xương rồng. Mình nghĩ là trong tương lai khu du lịch này sẽ phát triển rộng hơn nữa, rộng về phía sau sẽ có khu chăn nuôi á. Ở bên trong khu vực này là nuôi yến phụng với vẹt các bạn, có chim công nữa, nhưng mà thông qua cái lưới này thì chúng ta không thấy rõ đâu. Bây giờ thì chúng ta đi trở ngược lại căn nhà ấp ngược. Lối hoa hướng dương này khá là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Hoa sôi nhái. Wow. Khu vực này trồng sôi nhái cao cao không? Đẹp quá. Kế tiếp thì mời mọi người lên phòng ở trên lầu nha.
Mới vào thì mình cũng không biết chụp như thế nào cho nó hợp lý, nó tạo kiểu như thế nào luôn. Được cái là ở đây có nhân viên hỗ trợ cho chúng ta tạo kiểu và chụp hình giùm chúng ta luôn mọi người. Đi tham quan mọi người đi sớm sớm á, đi trễ người ta đông chụp không dành lại. Ok thì mình sẽ kết thúc video này tại đây, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nhé. Bye bye.